Tết này anh chị sẽ dành tặng cho những người thân trong gia đình mình món quà gì đây? Món quà về tài lộc hay món quà về sức khỏe? Em tin rằng tất cả chúng ta đều lựa chọn món quà về sức khỏe, bởi vì sức khỏe là vốn quý giá nhất của con người và sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất cấu thành nên hạnh phúc trong gia đình, đúng không anh chị? Và trong video ngày hôm nay em sẽ gợi ý với các anh chị món quà về sức khỏe vô cùng tuyệt vời mà anh chị có thể dành tặng cho những người thân trong gia đình mình trong dịp Tết này anh chị nhé. Gợi ý đầu tiên cho các anh chị chính là hai cái sản phẩm máy nóng lạnh Watec. Một cái món quà Tết tuyệt vời sẽ bao gồm 4 cái yếu tố các anh chị nhé. Một là yếu tố phải sang này, thứ hai là phải xịn này, thứ ba là tốt cho sức khỏe, và thứ tư là cần phải tiện lợi, tiện ích cho người sử dụng, đúng không ạ? Thì hai cái sản phẩm máy nóng lạnh Watec này với cái thiết kế rất là sang trọng, màu trắng, phù hợp với rất nhiều các nội thất không gian đó. Và vì vậy khi các anh chị sử dụng cái máy nóng lạnh này trong gia đình thì thực sự đây nó chính là một cái món quà rất là sang trọng. Hai sản phẩm máy nóng lạnh này được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Mà các anh chị biết rồi, Hàn Quốc là một trong những nước phát triển hàng đầu trên thế giới về các sản phẩm máy lọc nước. Nó sẽ đảm bảo cho các anh chị có một cái món quà gì ạ, rất là xịn, đảm bảo chất lượng rất là cao, một cái hàng nhập khẩu anh chị nhá. Đó. Thứ ba là gì ạ? Thứ ba là với cái hai sản phẩm máy nóng lạnh này sẽ giúp cho các anh chị có được một nguồn nước tốt cho sức khỏe. Nước tốt cho sức khỏe là gì ạ? Là nước giàu kiềm này, giàu các cái khoáng chất này và giàu hydrogen là chất chống oxy hóa. Đặc biệt trong những cái ngày cuối năm, những cái dịp Tết ấy, thì chúng ta thường hay phải tham gia vào những cái buổi nhậu liên hoan cùng gia đình, đúng không anh chị? Đó, thì chúng ta thường có xu hướng là chúng ta gì ạ? Ăn nhiều những cái thực phẩm nóng, ví dụ như là bánh chưng này, uống nhiều rượu hơn, uống nhiều bia hơn, uống nhiều nước ngọt hơn và ăn nhiều những cái thịt cá, ăn nhiều những đồ dầu đạm. Đó, chúng ta có thể thức khuya nhiều hơn và tất cả những cái thói quen ăn uống như vậy trong những ngày Tết như vậy vô hình dung làm cho cơ thể của anh chị bị dư thừa axit và gây ra rất nhiều những triệu chứng mà phổ biến nhất đó chính là những triệu chứng liên quan đến ợ hôi, ợ chua, đúng không anh chị? Đó, và khi chúng ta sử dụng nước tốt trong hai cái sản phẩm máy nóng lạnh này sẽ giúp cho các anh chị sử dụng cái nguồn nước mà có kiềm, sẽ trung hòa cái lượng dư thừa axit trong những cái ngày Tết đó, đúng không ạ? Và từ đó sẽ giúp cho anh chị tránh được những cái tình trạng liên quan đến ợ hơi, ợ chua các anh chị nhé. Yếu tố thứ tư là cái món quà phải mang tính tiện lợi, tiện ích cho người sử dụng. Thì với hai cái sản phẩm máy nóng lạnh này sẽ tạo ra cho các anh chị cái nguồn nước, thứ nhất là nước nóng từ 80 đến 90 độ C. Các anh chị có thể dễ dàng để pha trà, pha cà phê để mời khách trong những cái ngày Tết, đúng không ạ? Đấy, hoặc mình có thể sử dụng nước nóng này để nấu cơm, luộc rau rất là tiện lợi và tiết kiệm điện, đúng không ạ? Ngoài ra thì cái sản phẩm máy nóng lạnh này còn một cái chế độ nước nữa rất là hữu ích, đó chính là nước ấm từ 40 đến 50 độ C. Đấy, thì nước ấm mình có thể sử dụng để pha sữa cho các bạn nhỏ, đúng không ạ? Hoặc người già thì chúng ta nên sử dụng nước ấm trước khi đi ngủ, hoặc là sau khi mình thức dậy mình sử dụng được một cái ly nước ấm ấy, thì vô cùng tốt cho sức khỏe các anh chị ạ, đúng không ạ? Đấy, như vậy các anh chị thấy đúng không ạ? Và ngoài ra nữa thì hai cái sản phẩm máy nóng lạnh này còn tạo ra chúng ta được cái nguồn nước lạnh từ 4 đến 8 độ C mà anh chị có thể sử dụng rất là tiện lợi trong những ngày hè nóng lực anh chị nhá. Như vậy các anh chị thấy rằng gì ạ? Với hai sản phẩm máy nóng lạnh này đã giúp cho anh chị có một cái món quà, đúng không? Đạt đủ 4 tiêu chí, vừa sang, vừa xịn, vừa tốt cho sức khỏe và lại rất là tiện lợi cho người sử dụng. Và đây nó chính là một cái món quà rất là tuyệt vời để anh chị có thể dành tặng cho những người thân của gia đình mình trong những ngày Tết anh chị nhá. Và gợi ý món quà thứ hai là một món quà gì ạ? Cao cấp hơn, xịn hơn. Nếu như các anh chị có cái tài chính dư giả hơn. Đó chính là sản phẩm máy bi của Bantech. Đây là dòng sản phẩm rất là cao cấp và là một món quà thực sự vô cùng tuyệt vời để các anh chị có thể dành tặng cho người thân của anh chị, đúng không ạ? Đầu tiên, yếu tố đầu tiên là yếu tố sang trọng. Thì anh chị nhớ các cái model máy pi của Bantech đều là những model mà có thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng rất là sang trọng, rất là tinh tế các anh chị nhé. Và nó sẽ làm cho ngôi nhà của gia đình mình được đẹp hơn, được sang trọng hơn. Yếu tố thứ hai là yếu tố xịn. Thì với cái sản phẩm máy pi của Bantech là sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, từ nhà sản xuất Bantech là thương hiệu hàng đầu trên thế giới về dòng máy pi, máy ion kiềm. Đó, thì sẽ đảm bảo cho anh chị một cái sản phẩm chất lượng rất là cao, rất là xịn sò anh chị nhá. Đó. Yếu tố thứ ba
là với cái sản phẩm máy pi của Bantech giúp cho anh chị có một cái nguồn nước pi là một nước vô cùng quý giá và rất tốt cho sức khỏe, là nguồn nước mà có dầu kiềm này, dầu khoáng này, dầu hydrogen và có cấu trúc cụm phân tử siêu nhỏ để có thể thẩm thấu vào cơ thể của anh chị được tốt hơn, để đào thải các độc tố được tốt hơn, đúng không ạ? Và cũng trong những ngày Tết như vậy, đúng không, thì cái tình trạng dư axit anh chị sẽ phải đối diện, và máy ion kiềm sẽ tạo ra nước pi để giúp các anh chị trung hòa những cái lượng axit dư thừa trong cơ thể, đúng không ạ? Và đặc biệt là với cái sản phẩm máy Bantech sẽ giúp cho gia đình anh chị tạo ra 8 cái mức nước khác nhau, từ mức nước axit này, mức nước trung tính này, mức nước kiềm, đúng không ạ? Phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ này, từ người già này, và người trưởng thành, đúng không ạ? Và với cái sản phẩm của máy Bantech, đây là một cái món quà vô cùng đặc biệt các anh chị ạ. Bởi vì đây là cái sản phẩm duy nhất trên thế giới được FDA, tức là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, chứng nhận là thiết bị y tế gia đình loại 1. Đó, nên khi các anh chị có một cái món quà này trong gia đình, đúng không ạ, thì các anh chị như đang sở hữu cho mình một vị bác sĩ trong gia đình, sẽ giúp cho các anh chị cải thiện cái sức khỏe lên rất là nhiều. Và sở hữu một cái sản phẩm máy pi của Bantech cũng làm thể hiện một cái đẳng cấp của các anh chị, đúng không anh chị? Bởi vì các anh chị đang sở hữu một cái sản phẩm mà gì ạ, mà cực kỳ cao cấp và cực kỳ tốt cho sức khỏe anh chị nhá. Và đây thực sự là một cái món quà mà các anh chị, nếu như anh chị có điều kiện, đúng không, thì anh chị nên tặng cho những người thân trong gia đình anh chị trong cái dịp Tết này. Như vậy, trong video vừa rồi em Hùng đã gợi ý cho các anh chị gì ạ, hai cái món quà rất là tốt cho sức khỏe để giúp cho anh chị có thể gì ạ, tặng cho những người thân trong gia đình mình trong dịp Tết này anh chị nhé, đúng không ạ? Và hy vọng rằng anh chị sẽ có những món quà thực sự ý nghĩa, thực sự tuyệt vời, thực sự tốt cho sức khỏe dành tặng cho những người thân trong gia đình mình trong dịp Tết này. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.